Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách, và hôm nay là buổi tối ngày 1 tháng 1 năm 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu với quý vị cái video clip chúng tôi đang bọc hàng một lô hàng cho chú Dương, chú ở Lâm Đồng. Ở đây lúc này là đội ngũ chúng tôi là vừa mới bọc hàng xong. Đây là chiếc mặt sập, bọc toàn bộ là phía mặt tiền của mặt sập kia, chúng tôi là bọc toàn bộ bằng chăn bông rất kỹ, để bọc toàn bộ chăn bông đây. Đó, chú Dương cũng đang rất nôn nóng muốn xem các cái sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi bọc hàng cho chú như nào. Thì hôm nay chúng tôi quay cái video clip này để cho chú thấy được. Đây là đôi liễng của tủ chè, đôi mễ, và đây là hai quả đôn trống bằng gỗ hương của chú Dương đặt hàng. Đây, hai đôn trống tôi bọc là rất kỹ này, và chiếc tủ chè đây bọc cũng rất kỹ. Và riêng cái lèo chúng tôi phải đóng thành như này. Đó. Và sau này chú Dương khi làm tháo cái lèo này ra thì lấy con dao cậy ra, cậy phải hết sức nhẹ nhàng, không là cậy mạnh là sẽ gãy cái lèo bên trong, vì cái lèo là cái lèo quan trọng nhất của cái tủ này. Đấy, cậy rất hết sức nhẹ nhàng. Và sau trong cái lèo này thì ở bốn góc thì cháu có bắn mấy cái đinh thì chú chỉ cần lách nhẹ ở bốn cái góc lèo cháu đánh dấu ở phía trong đấy. Cậy nhẹ bốn góc của cái lèo tủ chè bên trong, hết sức lưu ý phía mặt trên thì ghi rõ là mặt trên. Đó, cậy trước. Ở đây là chiếc tủ chè đã được đóng thùng rất kỹ. Đó, và sập đây chân sập, cái này là chân sập đây, dạ sập, tất chân sập và dạ sập đây đều để trong này hết rồi. Đó, chú cứ yên tâm rằng bọn cháu bọc hàng rất cẩn thận. Và sau này lắp hàng thì là cháu sẽ gọi điện hướng dẫn chú tiếp. Mà còn chiếc khung gương kia là vẫn chưa bọc được xong. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.